Chào mọi người, mình lại trở lại với mọi người đây. Hôm nay mình sẽ unbox cái set này. Mình định sẽ thanh toán cho xong cái đống official trước, nhưng mà mọi người bảo là mọi người thích mình nghe mình nói chuyện với fan size, vậy thì mình sẽ unbox cái set Loose and Honest này trước. Chắc hẳn cũng đã tìm hiểu rồi và mọi người đã biết rồi, nhưng mà mình cũng vẫn muốn nhắc lại một xíu. Loose and Honest Trust Issue là cái project của Snow Beach. Thì Snow Beach là master, chị ấy, không phải là chị mà kiểu mình gọi nào nhỉ? À, cái fan size này thì cho đến hiện tại người ta vẫn chưa biết được là đấy là anh, là chị, là các anh hay là các anh chị. Không biết là một người, nhiều người và không biết người đấy là nam hay là nữ. Vì vậy thì trong hôm nay đáng nhẽ là mình sẽ nói là kiểu master rồi fan size, kiểu tránh đi cái giới tính và cái số lượng ấy. Nhưng mà để thân thuộc hơn thì mình cứ gọi chung là chị ấy. Nhưng mà mọi người phải hiểu là chưa chắc đấy lại là chị. Đấy, mình nói trước như thế. Về cái set này thì mình chắc là mọi người cũng biết rồi, nhưng mà mình vẫn muốn nói lại. Thì cái hôm mà Snow Beach ra first photobook ấy, ra cái công bố cái project này ấy, thì mình thấy khá là ngạc nhiên vì ban đầu ấy, chị Bo chị up là Snow Beach Trust Issue. Sau đấy thì lại xóa đi và đổi thành là Loose and Honest. Thì mọi người có biết cái này không? Cái hai cái này có nghĩa là gì không? Loose and Honest thì mình nghĩ là nếu mọi người Google thì nó cũng không có ra đâu, nên để mình giải thích cho. Hôm ấy mình nghe xong hai cái tên này thì mình rất là thích luôn. Kiểu mọi người biết tiếng Latin không? Tiếng Latin thì cái này là chữ Latin vừa tiếng Anh này, nên là mọi người mình nghĩ Google thì cũng không ra cái này, người ta hay xăm lắm. Kiểu người ta hay xăm lên tay ý, cái chữ này. Loose thì trong tiếng Latin nghĩa là ánh sáng ấy, light. Còn honest thì mọi người biết cái đền thờ ấy. Cái này là một cái đền thờ ở Hy Lạp cổ và nó dùng để thờ thần Zeus ấy. Thì kể là một nơi, kể là một cái thánh địa, không phải là thánh địa, là một cái đền miếu rất là linh thiêng. Thì Loose and Honest có nghĩa là ánh sáng ở trong cái đền, mà cái ánh sáng trong đền này thì chỉ là cái đền này là nó rất là linh thiêng ấy. Thì cái ánh sáng này là kiểu thanh khiết ấy, thì dùng để chỉ những cái ánh sáng thanh khiết chân quý nhất đấy ở trong cái đền, được chưa? Thì cái Loose and Honest không phải là tên của cái photobook này, mà là tên của cả một cái project của Snow Beach, bao gồm là thuê mấy cái biển quảng cáo ở quảng trường các thứ ấy, rồi làm xe buýt, hoặc là không biết năm nay có làm xe buýt không, mình không để ý lắm, hoặc là mua quà các thứ luôn, thì nó tên là Loose and Honest. Còn cái photobook không thôi thì nó tên là photobook Trust Issue. Còn về cái trust issue này thì trust có nghĩa là tin tưởng, và cái issue này thì có nghĩa là vấn đề. Theo mình được biết ý, thì cái trust issue này thì người ta hay dùng với kiểu là I have trust issue, I have serious trust issue, nghĩa là tôi có cái vấn đề, có cái trust issue rất là nặng nề, và đó là một thuật ngữ kiểu là trong một mối quan hệ. Thì dù là quan hệ nam nữ hay là quan hệ gia đình hay là quan hệ với bạn bè, bất kỳ cái gì, nếu như mà bạn có vấn đề về niềm tin, thì bạn không thể đặt niềm tin vào người khác được ý. Kiểu là cái thái độ của bạn tỏ ra bên ngoài là bạn kiểu không tin tưởng, không hợp tác với người ta, và cái khiến cái đối tượng giao tiếp của bạn cảm thấy khó chịu, thì nghĩa bạn đang kiểu mắc phải cái trust issue này, thì nó có nghĩa khá là tiêu cực. Thì mình không rõ lắm cái dụng ý của Snow Beach là gì. Mình khá là có vấn đề trust issue, thì theo nghĩa là kiểu mình cứ tin vào mấy cái mà mình biết là không có thật ấy, kiểu là not in reality, kiểu mình biết là nó không có thật đâu, kiểu nhưng mà mình vẫn tin. Mình biết là cả đời này có khi nào mà băng tăng nhớ mặt mình, băng tăng quen được mặt mình đâu, nhưng mà mình vẫn tin là mình vẫn thích băng tăng, kiểu vẫn yêu và vẫn tin tưởng ấy. Đấy, thì cái trust issue thì mình nếu mà Snow Beach thật sự có cái ý là trust issue, thì kiểu là cái vấn đề về niềm tin ấy, thì mình nghĩ là nó là kiểu tích cực như thế. Mình nghĩ là như thế thì để mình xem thử, để mình coi thử cái set này nó chỉ có ghi mấy cái câu quotes, mấy cái câu gì không, để nó có kiểu bộc lộ được cái ý thông qua cái chữ trust issue này không. Thì mình khi mà mình đọc cái tên mà Loose and Honest Trust Issue thì mình rất là thích luôn, kiểu nó khá là hay ho. Kiểu như mình thích trigger the fever, hoặc là tenderly or sharply, nghĩa là vừa dễ thương mà lại vừa sharply, nghĩa là kiểu góc cạnh gai góc cứng rắn, là cái đấy là của super duper. Hoặc là cái trigger the fever có nghĩa là chịu đựng cơn sốt ấy, kiểu là tim em sốt vì anh, là nhìn anh là người em cứ nóng lên hợp như sốt ấy. Thì đấy là cái project của Meaningful Moment. Hoặc là cái mới đây mọi người biết cái thành ngữ once in a blue moon, một lần hiếm hoi trong trăng xanh, có nghĩa là nghĩa là rất là hiếm khi VR đã dùng cái đấy để đặt tên cho project của mình là Once in a Blue Moon, có nghĩa là limited edition. Một người mà không trùng lập, kiểu đặc biệt, kiểu rất là duy nhất, kiểu thế. Thì mình cũng thích cái project này ngay từ khi nghe cái tên của nó. Và bây giờ bọn mình sẽ xem cái project này có thật sự ý nghĩa như cái tên, có hay ho như cái tên của nó không nha. Nè, bắt đầu không dài dòng nữa. Rồi để xem nào, trong này có gì. Mình hơi muộn so với các bạn khác, tại mình search thì ý kiểu mình xem ấy thì thấy ôi đáng yêu quá.
Mình xem ý thì thấy kiểu có đến rất là nhiều cái, mình thấy có rất là nhiều bạn đã unbox cái này rồi. Cái đây là, trời, cái sự hiện này do vận chuyển nên nó bị rách rồi. Chứ đúng ra là cái photo này nó được siêu lại mọi người, trời ơi hiện quá đi. Mọi người thấy, mọi người xem channel của mình, mọi người cũng biết là không bao giờ có cái photo mà được siêu lại như này mà, đúng không? Chào ơi. Thôi mình sẽ mở từng món trước nha. Đây là cái gọi là, hôm trước gọi là cái gì, cái túi rút ý. Mà hôm nọ xem review thì nó xấu lắm cơ, nó không có cute như này đâu. Hình như là cái này là được chỉnh lại nhiều rồi. Mình tưởng là nó nhỏ xíu thôi, mình tưởng là nó đựng cái túi đựng xu nhỏ thế này, không ngờ là nó to thế, đựng được cái quạt luôn. Rồi cái túi này nhá, rút lại này, đáng yêu quá, đáng yêu quá, mình rất là cần cái này, kiểu để bỏ đồ mỹ phẩm các thứ. Đây là cái quạt, quạt trong, xinh không, xinh quá. Snowbit thì đã từng làm project rồi chứ không phải không, đấy là cái season greeting thì phải. Ừ, và cái đấy thì là chỉ là lịch thôi. cái này là kẹt trong concept book, kẹt Nam Jun ý, kẹt Nam Jun, kẹt 3D ấy. mọi người có thấy không, để mình lôi ra cho mọi người xem. Mà chị Bo chị thả vào đây luôn, tại vì cái concept book nó bị siêu ạ. Mọi người thấy không, 3D này, đây là một hình, nhưng mà đây là một hình, còn đây là một hình khác này, mọi người thấy không? Ui ảo dịu quá. Cái này là cái Festa. Trời ơi, cái này không phải trong set của Lucy On Tết đâu nha. Cái này là cái đồ mình mua đi, xong chị Bo chị bỏ vào đây thôi. Cái móc khóa Trung Quốc ở Festa ấy. Phóng tay mình xin luôn. Khoa xíu, cái Festa. Hôm ấy không đủ tiền để mua Jimin nên là mua mỗi Trung Quốc thôi. Tại vì Queen Store thì mình đã mua Jimin rồi. Đây nè, cái này mới là cái vấn đề của trong cái trust issue này. Mở nào nhờ, đây. Thế thì mình sẽ cho mọi người xem từng cái nhé. Xem từng cái nha. Đầu tiên là cái này là kiểu cái cờ ấy mọi người. Cái cờ mọi người hay gọi là cờ gì? Mình gọi hay gọi là cờ đuôi nheo à? Cờ đuôi nheo ấy. Xinh không? Kiểu trang trí trong phòng ấy. Rất là xinh. Nó có cái lỗ ấy. Nó có cái lỗ này. Đây, để mọi người có thể mình thích cái fan size đợt này lắm. Nên là ôi trời thích quá. Sao không thấy có cái dây nè? Nghĩa là chắc là mình tự đi mua dây rồi tra lên cũng được. Là cờ nheo. Đây là DVD Cross Issue. Thì mình nghĩ DVD của Snowpeak là khá là chất đấy. Sau Cook TV nha. Mình thì không đánh giá cao fan size Trung Quốc về cái khoản DVD lắm, kể cả Direct Q cũng vậy. Nhưng mà mình thấy DVD của Snowpeak khá là ổn, tại mấy cái fan cam ấy thì nhiều người mà, cái fan size đấy có thể là nhiều người đang quay ở nhiều góc khác nhau. Mình sẽ xem rồi hôm nào mình sẽ viết review về cái DVD này sau nha. Đây là cái giấy viết thư ấy. Mà sao nó ít thế nhỉ? Đây là cái giấy viết thư. Có thể viết thư xong rồi tự gói lại gửi luôn. Đây là cái giấy. Đây là cái giấy viết thư. Rồi sao có mục tơ, ý gì có mục tơ vậy nè. Xong rồi đây là cái bì thư. Đào tuyết. Mọi người vẫn hay gọi Snow Peach là đào tuyết mà đúng không? Tại Snow là tuyết, còn Peach là đào. Cái này là cái brochure. Này, có trust issue, who are you? Đây, này. Cái này là cái lý giải này. Still has trust issue. Everyone knows that is not true. I know. Hiểu rồi, mình hiểu cái ý nghĩa của cái này rồi. Mình có một con em và nó để cái biography, cái dòng trên profile Facebook ấy, là it's a meaningless dream anyway. Nghĩa là dẫu sao đi nữa thì đây cũng chỉ là một giấc mơ vô nghĩa thôi. Nghĩa là cái tình cảm của một fan girl mà dành cho idol ấy, thì đôi khi bọn mình tự hão huyền đấy là tình cảm của nam dành cho nữ ấy, chứ không phải là tình cảm của fan dành cho thần tượng ấy. Thì đấy là mặc dù chúng ta biết là cái tình cảm đấy nó hão huyền, nó không có thật, nhưng mà chúng ta vẫn tin. Đấy là cái trust issue của chúng ta, cái là cái vấn đề về việc tin tưởng của chúng ta. Chúng ta biết là Jimin không phải của tôi đâu, nhưng mà vẫn, lâu lâu vẫn gọi là Jimin của tao các thứ. Rồi kiểu thế, kiểu là chồng tao các thứ ấy. Các bà hay vào gọi mà hôm mình hay kiểu đùa vui thôi, chứ mình không thích trò này lắm. Nhưng mà kiểu mình hay thấy ảnh Jungkook hay là Jimin mà kiểu cơ bắp thì mình bảo là ui I have your tie, em có bầu rồi. Bọn mình biết là
sẽ không có thật đâu, nhưng mà bọn mình vẫn cứ có cái niềm tin như thế. Thì là tôi vẫn có cái niềm tin đấy mà ai cũng biết là không thể nào trở thành hiện thực. It's not true. Đấy, đấy là cái vấn đề, cái ý nghĩa của cái tên này nó rất là hay như thế. Ờ, đây là cái brusher. Ờ, ảnh khá là mới này, có ảnh cả ảnh Blood, Sweat and Tears. Xinh quá. Thật ra ấy, thì mình không biết sao, nhưng mà ảnh Snow Beach in ý, thì mọi người sẽ thấy là kiểu nó cực nét luôn ý, nó nét kinh khủng. Kiểu các bạn có thể phàn nàn về ảnh của Direct Kill, hoặc là ảnh của Radic Boy, hoặc là ảnh của Headliner là in nhòe, rồi in nhòe các thứ, nhưng mà không thể nào phủ nhận ảnh của Snow Beach đâu. JK0901 này. Đây là cái keyring thôi. Rồi, cái đống này thì mọi người không thể nào phủ nhận ảnh của Snow Beach đâu. Tại bởi là vì nó như nào nhỉ, nó rõ lắm luôn ấy. Cái nòng mình bảo đã là bà này, bà ý tác nòng vào công thức là bà ấy kiểu mệt lưỡi người chứ không phải đùa đâu. Tại mọi người có hay lên cái trungquoc.co.korea không, cái trang web của Snow Beach ấy? Thực ra thì cái bọn mình đi theo Snow Beach từ cái hồi mà mới có ít người lắm, cái follower nó dừng 100-200,000 gì đấy, lại khá là rất là ít ấy. Nên là kiểu mình biết là từ cái hồi đấy là Snow Beach đã chụp rất là đỉnh rồi, nhất là cái đợt The Red Bullet Tour ấy, thì kiểu chụp nó rất là rõ. Đây The Red Bullet vừa nhắc xong luôn. Kiểu chụp rất là, nhìn rất là sướng. Kiểu bọn mình cứ bảo là mỗi lần mà Snow Beach tăng follower ấy, thì các fanpage là update rồi. Mới gần đây là vượt luôn cả mình biết là Snow Beach rất là đỉnh, nhưng mà mình hồi khi mà mình nghe tin thì mình vẫn nghĩ là ui có gì đâu, mình cứ nghĩ là bà này bà ấy làm gì thần thánh đến mức đấy, trong khi ảnh của nhiều người thì còn xinh hơn ấy. Nhưng mà thật sự là các bạn muốn kiểm chứng độ khủng của Snow Beach thì chính xác là phải vào cái trang của chị ấy, cái web ấy, gọi là cái site của chị ấy, thì mới thấy được cái độ khủng của con người này. Trời ơi, kiểu rất là kinh khủng luôn ấy. Kiểu ảnh mà nó nét đến nỗi mà mình bỏ làm, mình rất là thích lấy ảnh của Snow Beach để bỏ làm ảnh wallpaper trên laptop ấy, tại nhìn nó rất là phê. Cái ảnh này thì mình không có ngạc nhiên lắm, mình biết là bà này kiểu gì bà ấy cũng làm mấy cái nó hay ho như này. Xinh quá trời ơi, mọi người thấy được mà đúng không? Hiện có NO đúng không? NO này đúng không? Thời cái này là thời NO, còn cái này là mới. Sống chung với nhau một lúc xong nhìn Trung Quốc càng ngày càng giống Jimin. Xinh quá. Nhưng mà vẫn không qua được thần thánh trong lòng mình là Winning Full Moment về cái khoảng chụp ảnh trắng đen. Xinh quá. Photo card xinh quá. Là cái gì nha? À đây là sticker từ. Sticker từ. Bao của dâu á. Thì bọn mình theo Snow Beach từ cái thời đấy, nên là bọn mình cứ nghĩ là chị này chụp không mấy đâu. Nhưng mà thực sự là rất là khủng. Đây, lại cái câu đấy, still had crush issue, everyone knows that is not true. Mọi người đã hiểu cái ý nghĩa của cái crush issue chưa? Trời, mình muốn nhanh để lật ra cái Facebook cho rồi. Cơ này, cái này thì phải tự cắt ra, nhưng mà cưng phết, chỉ là shop ý. Rồi em này, em quan trọng nhất là hạ cánh rồi đây. Xinh quá, kiểu nó dài kinh khủng. mình sẽ bóc ra nha, nhưng mà nó không sao, ý là nó bị vòng chỉ, nó bị cái miếng bi phía ngoài, cái miếng siêu phía ngoài này thì nó mỏng mới mở, nên là nó dễ bị xê dịch khi mà vòng chỉ, nhưng mà không sao, cái góc này nó vẫn đẹp. Rồi. Tiếp theo. Ôi, có poster này. Xem poster nha. Xem cả poster vào luôn, hiện có đi. Boss này là boss A. Boss này là boss A2. Rõ lắm, cho xem nha. Rõ đến từng cái lỗ mũi. Rõ lắm. Ôi chao ơi là rõ.
Thì lỗ tai mà cũng thấy được là lão đang đang đeo khuyên, mà kiểu khuyên này mọi người để ý cái khuyên này không, cái khuyên này là sâu vào hai lỗ, một khuyên mà sâu vào hai lỗ, hai sâu chồng lên ý, mọi người thấy được mà đúng không? Rồi đây là poster nhá. Nói chung là hôm nọ khi mà fansite Trung Quốc bão, kiểu như là bão Facebook ấy, kiểu là ai cũng đua nhau ra Facebook, thì rất là nhiều bạn hỏi mình là An ơi bây giờ mình nên mua cái nào đây. Mình để trả lời là Snowbit, trời ơi mua Snowbit đi. Bạn nào mà chưa có Facebook bao giờ thì cứ mua Snowbit đi, mà dù có rồi thì cũng phải mua Snowbit đi. Đừng có chần chừ làm gì. Trời ơi, who are you? Trust issue. Chị này đi theo Trung Quốc từ lâu lắm rồi. Chị, ôi cái giấy này, thích, có cái giấy này giống cái giấy trong hoa gia danh hoa album ấy. Yes. Đi theo Trung Quốc từ lâu lắm rồi ý, nên là photobook thì nó có ảnh từ xưa là xưa. Không có. Cái tấm này hiện thoại mà đúng không? Ai chả biết cái fan cam này. Xinh ơi là xinh. Hôm nọ mẹ mình bảo là quay unbox sao mà không, mẹ coi like cái livestream ý, mẹ thích Trung Quốc lắm. Xong bảo là sao không bật nhạc, mình bảo là bật nhạc thì nó đánh bản quyền mất. Cái nhạc mà mình đang lồng này thì là ui Timberland, thì là mặc định trong máy thôi, chứ không mình cũng không biết là bài gì. Hôm nọ có bạn bảo là sao dạo này ăn quay video unbox mà không chỉnh giọng nữa, với cả là cái chất lượng hình ảnh nó cũng hơi bị kém, nên là mình quyết định là chỉnh giọng lại như cũ. Và mình đã cố là hộp đen rồi đấy, và cả là quay cũng chậm để cho mọi người có thể thấy được. Dài quá, xinh chưa? Chị Minh đúng không? Yeah, mình thích cái fan size này, nhắc đi nhắc lại n lần. Chị này ý à, chị chụp fan size cũng dễ thương, mà chụp stage cũng đỉnh, mà chụp sân bay thì lại càng khủng. Kiểu thực ra thì màu ảnh của Snowbit không có gì là đặc biệt, theo mình thấy là như vậy. Màu ảnh kiểu mình nhìn vào thì sẽ không nhận ra là bởi màu ảnh đâu, mà mình nhận, nếu như mà mình một tấm ảnh biết à đây là ảnh của Snowbit thì là vì nó quá là rõ và là cái view của nó quá là chuẩn ý. Bây giờ cũng Trung Quốc cũng ngay giữa cái khung hình mà nó không có cảm giác là lệch hay là bất cứ cái gì luôn. Đây này, kiểu thế. Đấy, kiểu là cái tỷ lệ thì mình kiểu mình nhìn vào thì mình biết cái người chụp này là một người có học qua tỷ lệ ảnh đàng hoàng, có học qua kiến thức cơ bản về tỷ lệ chụp đàng hoàng, thì chụp bây giờ nó cũng cân như thế này, kiểu là nó rất là cân đối. Không bao giờ bị hụt bên này, không bao giờ bị hụt. Thì nói thật ấy là ảnh của Max nào thì nó cũng sẽ không hụt thôi. Nhưng mà đến với Snowpeak thì các bạn sẽ thấy cái tỷ lệ đấy nó ở một cái mức chuẩn kinh khủng. Mọi người thấy không? Rất là chuẩn luôn. Chỉ bây giờ hình này laptop của mình cũng là cái ảnh mà kiểu ở The Red Bullet Tour, xong kiểu các anh vẫy nước lên người Trung Quốc ấy, mà chụp đến nỗi mà nó rõ đến từng giọt nước văng ra luôn, thì mình biết cái nồng nó khủng đến mức nào. Mọi người thấy không? Cái tỷ lệ kiểu nó chuẩn ấy. Chứ cái màu ảnh thì thực sự là không có gì đặc biệt đấy, kiểu chụp mọi người phải hiểu là kiểu rất khó để một master fan size chụp ảnh dọc mà chụp lấy hết cả người như thế này, trừ ở concert thì có thể chụp đứng dưới chụp lên thì nó dễ hơn, nhưng mà ở những cái sự kiện khác mà chụp được như thế này thì mình nghĩ là không phải dễ đâu, tại vì nó sẽ dính các thành viên khác vào, và dính vào thì nếu như mà ở mức độ vừa phải thì không sao, nhưng mà nếu mức độ mà kiểu dính vào nhiều quá thì sẽ không nổi bật cái bias của mình lên. Mà nếu mà che hoặc là sensor nghĩa là ấy đi, thì đẹp chưa? Kiểu sensor đi thì nó sẽ kiểu không tôn trọng ý, không thể hiện sự tôn trọng ý. Nên là kiểu là rất khó để chụp ảnh dọc, mà Snowbit đã làm được điều đấy. Mình thấy rất là thích. Đây, chụp concert xinh quá. Chụp concert của Snowbit vẫn là xinh nhất. Đấy, concert thì chụp ảnh dọc dễ hơn. Cái sự xuất hiện của những cái yếu tố khác nó không có làm mờ nhạt cái nhân vật chính trong cái khung ảnh. Trời ơi, kiểu nó rõ kinh khủng, để cho mình cho mọi người xem này. Kiểu mọi người phải cầm. Au, sorry, nó nặng quá mình không bưng lên được. Đây, kiểu mọi người phải cầm cái cuốn này trên tay thì mọi người thấy cái sự nét của cái đường ảnh. Nét có luôn ấy. Ôi treo ơi.
thường các master sau khi mà chụp ý, thì sẽ thường về và edit ảnh lại. Ôi tấm này xinh quá này. Kiểu mà các master khi mà chụp xong thì về sẽ thường edit ảnh lại, và những cái chỗ nào mà kiểu những cái chỗ như thế này này mà không lấy nét được ý, không lấy nét kịp để cái chỗ này nó nhòe đi và cái sau nó hiện ra ý, thì các master sẽ dùng cái tool blur ở trong Photoshop để làm nhòe đi. Nhưng mà thường mình thấy Snowpeak thì không cần. Mọi người thấy kỹ như này không? Mọi người thấy tấm này nó bình thường như gì, nhưng mà mọi người nhìn mấy cái bông tuyết ý, vậy cái băng cái bông giấy ý, nó nhòe hết cả đi và chỉ để lộ cái ngựa phía sau thôi. Mọi người nếu mà có, mình nhớ là một cái hôm nào đấy thì Off in the Deep End của Jimin cũng chụp Jimin ở trong cái bông giấy, nhưng mà mọi người sẽ thấy là cái bông giấy đấy nó không bị nhòe đi. Mình không nhớ rõ lắm, nhưng mà mình nhớ là một là nó không bị nhòe đi, hai là nó kiểu nó đồng, kiểu nó rõ ngang Jimin luôn, và ba là kiểu nó sẽ kiểu nhìn nó không được tự nhiên lắm, kiểu nó không nổi bật lắm, mặc dù cái ảnh đấy thì rất là kiểu thần thái đấy, nhưng mà mình không thích lắm. Mình không nhớ chính xác nó thuộc trường hợp nào, nhưng mà mình nhớ là mình đã phát hiện có một cái lỗi ở trong cái ảnh đấy và làm cái ảnh đó nó không thực sự là đạt chuẩn ấy. Kiểu rất tiếc là Snowpeak không bỏ cái tấm mở The Red Bullet Tour vào. Ừ, mọi người có thể lên cái site của chị ấy để xem. Có mà kiểu cái lượng follower của Snowpeak tăng ấy, mình nghĩ một phần là do một số bạn fan khi mà không biết ấy thì cứ tưởng là Trung Quốc có dùng Twitter, vì là cái tưởng ui tấm này, ui tại vì sao không inboxer tấm này, trời ơi Winstore in US này. tại sao không inboxer tấm này, xinh quá. Mọi người thấy không, cái phía sau nó không thấy gì luôn, cái phía sau này chắc chắn là đây là cái screen kiểu ending stage. Trời, xong không thấy gì luôn. Trời má, đỉnh quá. Ôi trời ơi, quá đỉnh luôn. Đỉnh quá luôn ấy, kiểu hôm nó hình như là ôi ảnh gì thế này, xinh quá. Chẳng đen, à đây, cái tấm này đây. NO đúng không? NO. Yes. Khuôn hàm còn chưa lớn. Baby ơi, kiểu thật sự thì Trung Quốc không thích hợp để tóc sáng màu đâu. Chỉ mình vẫn thích tóc đen hoặc là tóc nâu tối không, chứ mình thấy tóc sáng tối màu là không hợp. Đấy, cái ảnh này trời ơi, thần thánh. Có một tấm nguyên người nữa cơ, xinh lắm. Tập hợp những khoảnh khắc tóc dấu phẩy. Cái này là mama này đúng không? Ui chào ơi, The Red Bullet nó rõ kinh khủng, mình nhắc lại lần thứ bao nhiêu đấy, trong cái inbox này là nó rõ có thể đáng, nó có rõ luôn ý. Mà mình không biết chị ấy đang xếp theo thứ tự nào nha. Cái tấm này mông kinh khủng. Born Singer thần thánh. Chị mình vẫn thắc mắc là khi mà các master của các những thành viên khác chụp ý thì nó luôn dính những người khác ở phía sau, mà tại sao tấm của Trung Quốc không dính ai hết? Chắc là do edit lại. Hay do chị edit lại. Thẹo này xinh quá. Mình cũng thích cái hôm đây là cái buổi diễn tập này, là cái buổi diễn tập mà mình thích nhất trong số những buổi diễn tập của Bangtan. Sân bay hôm nay là mang cái đồng hồ của chị tặng này đúng không? Ron đấy, đù. Ôi tấm này bị mất rồi. Cái Giang Hoa Bridge. Thích ghê. Tangled. Bảy cho tấm này vào. Cái tấm mà hôm vừa boss lên xong cả fandom đi đứng. Chào ơi. Ủa hình như mình có poster tấm này này đúng không? Của mask nào đấy? Không phải Trung Quốc. Nó không phải Snowpeak. Ôi mẹ ơi. Ôi cha ơi. Poster tấm này. Moonstar and
thân thái quá. Má ơi, xích xò này, cái này là kiểu không thấy cái đầu hoa sóc đâu luôn. Tấm này có spot, có Lara review này. Trời má, kết thúc một cái kết ngọt mục. Khép lại mãn nguyện. Yes, 9.5/10 sao. Chẳng qua là vì cái tên nó khó lý giải quá thôi, chứ không cũng là 10 sao rồi. 10 điểm rồi, thích quá. Với lại cả là mình không thấy được cái sự thực ra cái 0.5 điểm mà mình lấy đi đấy là do mình không thấy được cái sự sắp xếp ở trong này. Kiểu là yes, có cố gắng là chia khung ảnh rồi như cái này các thứ, nhưng mà mình thấy nó hơi bị lộn xộn về cái dòng thời gian ấy, và nó sẽ hay hơn nếu như mà chỉ sắp xếp nó theo một cái logic, một cái trật tự nào đấy. Mình nghĩ là thế. Thì hôm nay đến đây là hết cái phần unbox của mình, và mình hy vọng là những cái gì mà mình nói ngày hôm nay nó sẽ khiến cho mọi người cảm thấy thú vị. Cũng không phải là kiểu mình hy vọng là mọi người xem một video unbox thì sẽ xem từ đầu đến cuối, chứ không phải kiểu xem giữa chừng xong rồi next quay. Nên là mình đã cố gắng nói những cái gì mà mình biết và mình nghĩ là mọi người cũng muốn được chia sẻ. Rồi thực sự thì do hôm trước mình lại hay mở đồ unbox nên là bị gạch cái dao lên tay, mà mình phải chờ nó lành lại. Chứ thôi để đi vậy mở unbox thì nó ghê, là nó lành lại rồi thì mình mới unbox thì được. Nên là mọi người thông cảm nha. Thì nếu như mà mình box kịp tối hôm nay thì chúc mọi người cuối tuần vui vẻ, nếu không thì thứ hai mình sẽ box nha. Chào mọi người. Thank you. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.